Minh Trí và Tú Trinh chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình mua sắm trên kênh truyền hình VTV Hyundai Shopping. Hôm nay trong phim trường của VTV Hyundai thì quý vị đã căn quan sát là có rất nhiều chiếc hộp màu đỏ mà chúng tôi đang mang lại cho quý vị và các bạn. Một dòng sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc. Và nhắc đến đất nước Hàn Quốc thì chúng ta sẽ nghĩ đến ngay đến nhân sâm quý vị và các bạn nha. Bởi vì nhân sâm là một loại thảo dược rất là quý giá từ thiên nhiên, có tác dụng rất là lớn trong việc là cải thiện sức khỏe của con người. Và hôm nay thì nhân sâm sẽ được bào chế dưới dạng là hồng sâm nước, giúp cho quý vị và các bạn dễ dàng sử dụng hơn. Và thưa quý vị, với mỗi gói hồng sâm nước đến từ thương hiệu của Hàn Quốc là thương hiệu Đông In, được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc về Việt Nam với 15 thành phần nổi bật từ thiên nhiên, trong đó có 4 thành phần rất là quan trọng là hồng sâm đủ 6 năm tuổi, bạch chỉ, táo đỏ và cả nấm linh chi quý vị nha. Kết hợp với những loại thảo dược khác có mùi vị thơm ngon dễ uống, quý vị sử dụng mỗi ngày sẽ có thể là tăng cường cả về thể lực nè, sinh lực, trí lực, giúp cho làn da của mình trở nên tươi sáng và hồng hào hơn, lại còn phòng chống lão hóa mạnh mẽ nữa. Và về mức giá thì quý vị cũng không cần phải lo lắng nha. Nếu như chúng ta mua sắm ngay trọn một bộ với 30 gói nước hồng sâm của thương hiệu Đông In thì mức giá chỉ là 550.000 đồng và còn có thêm một sự lựa chọn khác hấp dẫn hơn. Và nếu như quý vị và các bạn mà đặc biệt là những gia đình mà chúng ta đã thường xuyên sử dụng hồng sâm nước rồi thì đây là một cơ hội mua sắm cực kỳ hấp dẫn. Khi mà quý vị và các bạn mua trọn một bộ 2 hộp và tổng cộng lên đến là 60 gói hồng sâm nước của thương hiệu Đông In quý vị nha. Mức giá chúng tôi đang áp dụng cho quý vị chỉ là 890.000 đồng mà thôi. 60 gói để quý vị và các bạn có thể là vừa làm quà tặng dành cho những đúng người thân yêu ở bên trong gia đình của mình, vừa là một giải pháp để có thể là bảo vệ sức khỏe cho cả nhà của mình trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shopping. Quý vị có thể là nhanh chóng nắm bắt cơ hội mua sắm hấp dẫn và liên tục gọi vào số tổng đài quen thuộc 1900 7137 hoặc truy cập vào website bán hàng trực tuyến vtvhyundai.vn. Chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi theo yêu cầu của tất cả quý vị. Có rất nhiều công việc không tên khác nhau trong gia đình mà mỗi ngày một người phụ nữ phải đảm trách. Và khi hoàn thành tất cả các công việc từ bếp núc cho đến dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, đôi khi dẫn đến việc mất sức rất là nhiều. Phải làm sao đây để tăng cường sức khỏe dành cho các chị em phụ nữ, đặc biệt là khi tuổi đã cao? Có một cách cực kỳ đơn giản và dễ dàng để thực hiện mỗi ngày, đó chính là sử dụng những gói hồng sâm. Với vị ngọt và hơi đắng nhẹ thôi, nhưng có thể là ổn định nụ của ngũ tạng và bên cạnh đó giúp tăng cường sức khỏe nữa chứ. Sản phẩm hồng sâm nước được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc không những phù hợp cho những người lớn tuổi mà ngay cả các bạn trẻ, các bạn nhân viên văn phòng bị áp lực trong công việc, chúng ta cũng có một giải pháp để có thể có một tinh thần minh mẫn và đem lại một công việc hiệu quả hơn. Sử dụng hồng sâm nước mỗi ngày với hàm lượng saponin dồi dào, tăng cường thể lực và trí lực, tập trung tốt hơn cho công việc và học tập. Với mức giá chúng tôi đem lại cho quý vị và các bạn hai sự chọn lựa, chọn một bộ 3 hộp 30 gói 550.000 đồng và 6 hộp 60 gói là 890.000 đồng qua số tổng đài quen thuộc trên kênh truyền hình VTV Hyundai Hồng Sắc Viên 1900 7137. Chúng tôi sẽ tư vấn kỹ hơn hoặc quý vị có thể mua sắm tại website bán hàng trực tuyến vtvhyundai.vn. Cơ hội mua sắm hấp dẫn với hồng sâm nước Hàn Quốc, thành phần bao gồm hồng sâm, bạch chỉ, táo đỏ, linh chi và các loại thảo dược đến từ Hàn Quốc, sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc về Việt Nam, an toàn khi sử dụng. Hồng sâm nước Hàn Quốc giúp hạn chế lão hóa, tăng cường sức khỏe, thanh nhiệt, tăng cường chức năng gan, giải độc gan tốt hơn, tăng cường hệ miễn dịch, bồi bổ cơ thể, tăng cường thể lực và trí lực. Dùng cho mọi đối tượng, đặc biệt là cho người mệt mỏi, suy nhược, người làm việc nặng, người già yếu hoặc thường xuyên làm việc với áp lực cao. Hồng sâm nước Hàn Quốc sử dụng đều đặn mỗi ngày giúp cho quý vị có làn da hồng hào và tươi trẻ hơn, tràn đầy sinh lực, tận hưởng cuộc sống, một món quà ý nghĩa dành đến cho sức khỏe của ông bà, cha mẹ và những người thân yêu. Sản phẩm hồng sâm nước đến từ Hàn Quốc, một bộ 3 hộp 30 gói mức giá 550.000 đồng, bộ 6 hộp 60 gói mức giá ưu đãi 890.000 đồng. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Những người đàn ông trong gia đình là những người phải gánh vác rất là nhiều trọng trách khác nhau, đôi khi chỉ là công việc là dọn dẹp nhà cửa hay là sửa sang lại vườn tược trong gia đình mà thôi, cũng gây mất sức rất là nhiều phải không ạ? Và đặc biệt là nếu như mà những bậc cha chú trong gia đình của mình tuổi đã cao rồi thì rất là dễ dàng gặp phải là tình trạng mất sức nhanh mỗi khi chỉ mới thực hiện một vài công việc mà thôi. Và việc bồi bổ sức khỏe không phải lúc nào cũng dễ dàng để chúng ta có thể thực hiện, nhưng bây giờ đã đến lúc để chúng ta thay đổi quan điểm đó. Những gói hồng sâm nước cực kỳ dễ dàng sử dụng, chỉ cần ướp lạnh ở trong ngăn mát lạnh mà thôi, mỗi lần lấy ra sử dụng một gói, tận hưởng cái vị sâm ngọt nhẹ nè, đắng đắng nhẹ nhẹ mà thôi, đã có thể là tăng cường hệ miễn dịch và bồi bổ cơ thể, phù hợp cho nhiều đối tượng khác nhau chứ không chỉ là cánh mày râu trong gia đình mình. Với mức giá chúng tôi đem lại cho quý vị và các bạn hai sự chọn lựa, chọn một bộ 3 hộp 30 gói 550.000 đồng và 6 hộp 60 gói là 890.000 đồng qua số tổng đài quen thuộc trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shopping 1900 7137. Chúng tôi sẽ tư vấn kỹ hơn hoặc quý vị có thể mua sắm tại website bán hàng trực tuyến vtvhyundai.vn.
Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà chúng ta đã vừa theo dõi xem hình ảnh vừa rồi thì quý vị cũng nhận thấy rằng là nhân sâm là một trong những loại thảo dược quý của thiên nhiên. Và mỗi khi mà chúng ta nghĩ về những loại thảo dược mà bảo vệ cho sức khỏe của mình thì ai cũng nghĩ về nhân sâm đầu tiên, đúng không ạ? Và nếu như nói về nhân sâm thì quý vị sẽ nghĩ ngay về quốc gia nào ạ? Đó chính là Hàn Quốc, bởi vì đây chính là thủ phủ của nhân sâm thế giới. Và nhiều người tại Hàn Quốc thì đã có thói quen là sử dụng những dòng sản phẩm được chiết xuất từ sâm ngay từ khi còn rất là trẻ để giữ gìn tuổi thanh xuân của mình à, giúp cho mình có một làn da tươi trẻ hồng hào hơn. Bên cạnh đó là dùng mỗi ngày còn giúp tăng cường cả về sinh lực, thể lực và trí lực nữa, phù hợp cho mọi người ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Nhưng quý vị cũng thường hay lo lắng là làm như thế nào để chúng ta có thể dễ dàng lựa chọn được những dòng sản phẩm được chiết xuất từ sâm một cách an toàn, hiệu quả, chất lượng và phải đúng là nhân sâm của Hàn Quốc. Thì ngay bây giờ đồng hành với chương trình này sẽ là một giải pháp rất là an toàn cho quý vị với những gói nước hồng sâm đủ 6 năm tuổi được nghiên cứu và sản xuất tại Hàn Quốc và sau đó nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc về Việt Nam đến từ thương hiệu Đông In quý vị nha. Và trong sản phẩm mỗi gói nước hồng sâm của thương hiệu Đông In thì sẽ có 15 loại thảo dược cùng kết hợp với nhau, trong đó có 4 loại thảo dược rất là nổi bật. Đầu tiên đó chính là hồng sâm, mà ở đây phải là hồng sâm đủ 6 năm tuổi. Thứ hai đó chính là bạch chỉ, thứ ba là táo đỏ và thứ tư là nấm linh chi. Và Minh Trí có biết không, khi mà nói về công dụng của hồng sâm đủ 6 năm tuổi đó Trí, thì khi mà chúng ta dùng mỗi ngày, cái hàm lượng saponin dồi dào có trong hồng sâm giúp cho mình là tăng cường rất là nhiều cả về sức đề kháng nè, nâng cao được hệ miễn dịch và còn phòng chống lão hóa rất là mạnh mẽ luôn. Và đặc biệt là hồng sâm 6 năm tuổi thì chúng ta cũng có thể là an tâm để có thể là phát huy hết được những cái tác dụng mà những cái thành phần ở bên trong hồng sâm 6 năm tuổi mang lại cho sức khỏe của con người. Đặc biệt là gia đình của mình đang có những người lớn tuổi sau những đợt ốm dậy, ông bà bố mẹ chúng ta nè, chúng ta cần phải cải thiện được sức đề kháng của mình thì chúng ta cũng có thể sử dụng được với dòng sản phẩm đó là hồng sâm nước. Hồng sâm được bào chế rất nhiều dạng khác nhau, ví dụ như là hồng sâm lát, kẹo hồng sâm và đặc biệt là hồng sâm nước. Tại sao được rất là nhiều người thích? Bởi vì là dễ dàng sử dụng, mình có thể là uống lạnh nè, mình để ngay bên trong ngăn mát tủ lạnh đều được quý vị và các bạn nha. Hôm nay trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shopping, chúng tôi mang lại của thương hiệu Đông In được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc. Và không những là chúng ta sẽ có hồng sâm 6 năm tuổi mà quý vị và các bạn sẽ còn có nấm linh chi ở bên trong. Đúng rồi, nấm linh chi có tác dụng rất lớn trong việc là giải độc gan, ít tâm khí, dành riêng cho nam giới đứng mày râu bên trong gia đình của mình khi mà chúng ta vì tính chất công việc mình phải tiếp xúc với lại bia rượu quá nhiều. Chúng ta đang cần có một giải pháp để có thể thanh lọc cơ thể, giải độc để cho tế bào gan có thể hoạt động một cách hiệu quả hơn thì quý vị cũng có thể là sử dụng ngay với dòng sản phẩm. Hôm nay trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shopping thì chúng ta được mang đến cho quý vị khách hàng tới hai sự chọn lựa, đúng không Tú Trinh? Đúng rồi thưa quý vị, đầu tiên là với 30 gói thì với mức giá là 550.000 đồng và mỗi gói nước hồng sâm của chúng ta sẽ có dung tích là 80ml và được đựng trong dạng gói rất là tiện lợi như vậy để quý vị chúng ta có thể là chủ động sử dụng được bất cứ khi nào mình cần và những khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi quý vị nha. Bên cạnh hồng sâm đủ 6 năm tuổi, bên cạnh nấm linh chi còn có sự kết hợp cùng với bạch chỉ và cả táo đỏ nữa. Táo đỏ thì có tác dụng đó chính là an tâm, ích khí và giúp chúng ta là ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn. Đây cũng là một trong những loại thảo dược rất là quý giúp cho quý vị chúng ta có thể là an tâm khi sử dụng mỗi ngày. Cùng với những loại thảo dược khác giúp cho mùi vị của nước hồng sâm Đông In rất là thơm ngon và cực kỳ dễ uống quý vị nha. Và khi mà chúng ta nhìn về sản phẩm chính ở đây thì quý vị thấy rằng là bởi vì là dạng gói cho nên rất là nhỏ gọn và tiện lợi. Ở bên trong là sẽ có 80ml nước hồng sâm kết hợp từ những thành phần, những loại thảo dược quý của thiên nhiên Hàn Quốc và bóng gói trong bao bì rất là đẹp mắt, đúng không quý vị? Để quý vị chúng ta an tâm khi sử dụng quý vị nha, từ mặt trước ra cả mặt sau luôn, để quý vị chúng ta đều có thể là yên tâm sử dụng bất kỳ lúc nào, mọi lúc mọi nơi. Và ở ngay phía sau của mỗi gói nước hồng sâm Đông In, quý vị sẽ thấy dòng chữ là Made in Korea, nghĩa là được sản xuất, nhập khẩu, nghiên cứu trực tiếp từ Hàn Quốc, sau đó nhập khẩu về Việt Nam để quý vị an tâm khi sử dụng. Quý vị có đến hai sự lựa chọn, 30 gói hoặc là 60 gói, nhưng mức giá của chúng tôi mà đến cho quý vị đều rất là ưu đãi. Với 30 gói hồng sâm nước thì mức giá chỉ là 550.000 đồng và đặc biệt là hai hộp lớn tổng cộng 60 gói hồng sâm nước thì mức giá chỉ là 890.000 đồng mà thôi. Ở bên ngoài mỗi một chiếc hộp thì quý vị và các bạn đã thường quan tâm là những cái món quà biếu sức khỏe thì chúng ta sẽ có được những cái cách quy cách đóng gói rất là sang trọng. Ví dụ như quý vị đang quan sát là trên tay Minh Trí đang cầm đó chính là những chiếc hộp nhỏ như thế này. Cứ mỗi một hộp nhỏ chúng ta sẽ có là 10 gói hồng sâm nước ở bên trong để giúp cho quý vị và các bạn có thể là sử dụng cho chính bản thân của mình hoặc là mình có thể làm quà biếu cho những người thân yêu ở bên trong chính gia đình của mình quý vị và các bạn nha. Cứ mỗi một hộp nhỏ chúng ta sẽ có ngay chính là 10 gói ở bên trong. Và sau đây thì Minh Trí sẽ có thể là mở ra để quý vị có thể quan sát được là dưới dạng hồng sâm nước sánh đặt ở bên trong như thế nào quý vị nha. Và sau đó có thể là rót ra ly để quý vị có thể quan sát được ở bên trong như thế nào quý vị nha. Đúng rồi thưa quý vị, và đơn giản khi chúng ta sử dụng đúng không ạ? Khi mà
quý vị chúng ta uống có thể là uống trực tiếp từ gói luôn, hoặc là chúng ta có thể là cho ra một chiếc ly rất là tiện lợi, quý vị có thể uống ngay tại nhà của mình, tại văn phòng làm việc, hoặc là khi mà bạn bè người thân đến nhà đó Minh Trí, mình có thể là thay vì chúng ta mời nước thông thường thì cũng có thể mời ngay là nước hồng sâm như vậy luôn. Quý vị và các bạn có thể thay thế hồng sâm nước cho các loại thức uống giải khát hàng ngày ở bên trong không gian phòng khách gia đình của mình, hay là phòng khách ngay cả phòng làm việc của mình nữa, để quý vị và các bạn sẽ có một cái cách thức để mà mình chăm sóc sức khỏe cho bản thân, da dẻ sẽ trở nên hồng hào hơn sau một thời gian mình sử dụng hồng sâm nước mỗi ngày, cũng như là mình có thể sử dụng để có thể là giải bia rượu sau một đêm dài mình tiếp khách quá nhiều dành cho nam giới chẳng hạn. Còn không biết thì chị em phụ nữ như thế nào hả Tú Trinh? Chị em phụ nữ mà khi mà sử dụng những sản phẩm nước hồng sâm mà có hồng sâm dồi dào lượng sabudin đó quý vị, thì làn da sẽ tươi trẻ và hồng hào hơn. Cũng giống như bây giờ, không biết là cảm giác của Minh Trí như thế nào, nhưng mà Trinh nghĩ rằng hãy nên thưởng thức ngay để chúng ta sẽ cùng cảm nhận rõ về mùi vị của nước hồng sâm Đông Yên quý vị nha. Có thêm một điều đặc biệt nữa là ở trong nước hồng sâm Đông Yên này có thành phần là đường ăn kiêng, tức là đường isoman, rất là lý tưởng cho những người đang ăn kiêng và bị tiểu đường, nên quý vị vẫn có thể an tâm khi sử dụng. Và khi mà chúng ta sử dụng xong rồi thì quý vị sẽ yên tâm hơn là với hương vị, với thành phần rất là dễ chịu, khiến cho ai cũng có thể an tâm sử dụng mỗi ngày. Không biết là bây giờ thì cảm nhận của Minh Trí như thế nào sau khi mà chúng ta đã sử dụng xong nước hồng sâm Đông Yên nhỉ? Sau khi mà Minh Trí có thể là sử dụng thử với dòng sản phẩm hồng sâm nước của thương hiệu Đông Yên, thì đầu tiên khi mà mình có thể là mở bao bì ra thì quý vị có thể quan sát được là một cái mùi thơm của hồng sâm thì dịu nhẹ hơn khi mà quý vị có thể nếm vào bên trong. Đầu tiên thì mình cảm nhận ngay đầu lưỡi là một quý vị hơi nhẫn nhẫn của hồng sâm một chút xíu. Tuy nhiên là sau đó thì mình cảm thấy là cái hậu rất là ngọt, bởi vì bên trong có tới 15 thành phần từ thiên nhiên, trong đó có táo đỏ nè, trong đó có nấm linh chi, và đặc biệt là có hàm lượng isoman dành cho các đối tượng mà sử dụng như đường ăn kiêng hay là bị bệnh đái tháo đường thì quý vị cũng có thể là sử dụng được, rất là dễ dàng sử dụng khi mà quý vị có thể là tăng cái sự hấp dẫn hơn khi mình có thể để bên trong ngăn mát tủ lạnh quý vị và các bạn nha. Một chương trình mua sắm cực kỳ ưu đãi chúng tôi đang mang lại cho quý vị và các bạn 60 gói hồng sâm nước nhưng mà mức giá chỉ là 890.000 đồng. Và không biết thì cách thức đặt hàng sẽ như thế nào Tú Trinh ha? Mình sẽ có đến 3 cách thức đặt hàng cho tất cả quý vị đang theo dõi chương trình luôn. Và quý vị lưu ý rằng nếu như mà chúng ta sở hữu ngay 60 gói, mỗi gói là 80 ml như vậy thì mức giá sẽ ưu đãi hơn rất là nhiều nha quý vị, 890.000 đồng. Cách đầu tiên á, quý vị chỉ cần gọi ngay về tổng đài của chúng tôi 1900 7137 để gặp những nhân viên tư vấn và mình được giải đáp cụ thể những thông tin mình thắc mắc nè, và nhanh chóng ghi nhận đơn đặt hàng. Cách thứ hai là quý vị chỉ cần truy cập ngay vào địa chỉ website quen thuộc là vtvhyundai.vn để xem lại thông tin về sản phẩm một lần nữa trước khi đặt hàng quý vị nha. Và cách thứ ba là quý vị chỉ cần cài đặt ngay ứng dụng mua sắm thông minh cùng với VTV Hyundai Home Shopping ở ngay trên điện thoại cá nhân của mình mà thôi, và có thể thoải mái mua sắm mỗi ngày cùng với chúng tôi, kèm theo nhiều chương trình khuyến mãi của VTV Hyundai Home Shopping nữa. Thời gian mua sắm cũng đang dần dần bắt đầu trôi qua rồi đấy quý vị, hãy nhanh chóng sở hữu ngay trọn bộ 30 gói hoặc là 60 gói nước hồng sâm Đông Yên được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc về Việt Nam. Mức giá rất ưu đãi nhưng chỉ áp dụng trong đúng chương trình này mà thôi. Hãy ngay tin lên quý vị nha. Dòng sản phẩm hồng sâm nước đến từ Hàn Quốc rất phù hợp cho nam giới và đấng mày râu. Do tính chất công việc tiếp xúc thường xuyên với bia rượu, thuốc lá, hoặc là chúng ta có thể làm những công việc nặng nhọc trở nên gây khó khăn và ảnh hưởng đến sức khỏe, thì quý vị nên thay đổi với những khẩu phần ăn hàng ngày để chúng ta bổ sung thêm những dòng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, ví dụ như hồng sâm nước đến từ Hàn Quốc trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shopping. Bởi vì trong hồng sâm có hàm lượng saponin dồi dào giúp chúng ta có thể tăng cường được thể lực và trí lực. Quý vị và các bạn có thể để trong ngăn mát tủ lạnh và sử dụng mỗi ngày để giúp chúng ta có thể một giải pháp nâng cao sức khỏe, sức đề kháng của mình với hai sự chọn lựa khác nhau quý vị và các bạn nha. Trong một bộ 3 hộp 30 gói 550.000 đồng và 6 hộp 60 gói là 890.000 đồng. Một món quà biếu dành cho tất cả các thành viên ở bên trong chính gia đình của mình, đấng mày râu, nam giới, chị em phụ nữ và những người nội trợ qua số tổng đài 1900 7137 hoặc truy cập vào website bán hàng trực tuyến vtvhyundai.vn. Cho dù bất kỳ địa chỉ nào, chúng tôi đều giao hàng tận nơi theo yêu cầu của tất cả quý vị. Mua sắm hấp dẫn với hồng sâm nước Hàn Quốc, thành phần bao gồm hồng sâm, bạch chỉ, táo đỏ, linh chi và các loại thảo dược đến từ Hàn Quốc, sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc về Việt Nam, an toàn khi sử dụng. Hồng sâm nước Hàn Quốc giúp hạn chế lão hóa, tăng cường sức khỏe, thanh nhiệt, tăng cường chức năng gan, giải độc gan tốt hơn, tăng cường hệ miễn dịch, bồi bổ cơ thể, tăng cường thể lực và trí lực. Dùng cho mọi đối tượng, đặc biệt là cho người mệt mỏi, suy nhược, người làm việc nặng, người già yếu hoặc thường xuyên làm việc với áp lực cao. Hồng sâm nước Hàn Quốc sử dụng đều đặn mỗi ngày giúp cho quý vị có làn da hồng hào và tươi trẻ hơn, tràn đầy sinh lực, tận hưởng cuộc sống, một món quà ý nghĩa dành đến cho sức khỏe của ông bà, cha mẹ và những người thân yêu.
Sản phẩm hồng sâm nước đến từ Hàn Quốc, một bộ 3 hộp 30 gói mức giá 550.000 đồng, bộ 6 hộp 60 gói mức giá ưu đãi 890.000 đồng. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Có rất nhiều công việc không tên khác nhau trong gia đình mà mỗi ngày một người phụ nữ phải đảm trách. Và khi hoàn thành tất cả các công việc từ bếp núc cho đến dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, đôi khi dẫn đến việc mất sức rất là nhiều. Phải làm sao đây để tăng cường sức khỏe dành cho các chị em phụ nữ, đặc biệt là khi tuổi đã cao? Có một cách cực kỳ đơn giản và dễ dàng để thực hiện mỗi ngày, đó chính là sử dụng những gói hồng sâm với vị ngọt và hơi đắng nhẹ thôi, nhưng có thể là ổn định được của ngũ tạng và bên cạnh đó giúp tăng cường sức khỏe này chứ. Sản phẩm hồng sâm nước được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc không những phù hợp cho những người lớn tuổi mà ngay cả các bạn trẻ, các bạn nhân viên văn phòng bị áp lực trong công việc, chúng ta cũng có một giải pháp để có thể có một tinh thần minh mẫn và đem lại một công việc hiệu quả hơn. Sử dụng hồng sâm nước mỗi ngày với hàm lượng saponin dồi dào, tăng cường thể lực và trí lực, tập trung tốt hơn cho công việc và học tập. Với mức giá chúng tôi đem lại cho quý vị và các bạn hai sự chọn lựa, chọn một bộ 3 hộp 30 gói 550.000 đồng và 6 hộp 60 gói là 890.000 đồng qua số tổng đài quen thuộc trên kênh truyền hình VTV Hyundai Hồng Shopping 1900 7137. Chúng tôi sẽ tư vấn kỹ hơn, hoặc quý vị có thể mua sắm tại website bán hàng trực tuyến vtvhyundai.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn vẫn đang tiếp tục đồng hành trên kênh truyền hình mua sắm VTV Hyundai Home Shopping. Trước đây khi mà gia đình của mình có điều kiện đi du lịch hoặc là đi công tác đến xứ sở Hàn Quốc thì chúng ta nên tranh thủ mua sắm những dòng sản phẩm ví dụ như là nhân sâm, bởi vì đây là thủ phủ nhân sâm của thế giới với những cái điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng hợp lý để chúng ta sẽ cho ra đời những dòng sản phẩm hồng sâm mà phải là hồng sâm 6 năm tuổi. Bởi vì sao? Hồng sâm 6 năm tuổi sẽ cung cấp rất là nhiều những cái thành phần quý giá, ví dụ như là saponin ở bên trong, giúp cho chúng ta sẽ có thể là chống lão hóa, làm chậm đi quá trình lão hóa của mình và có tác dụng rất lớn trong việc là bồi bổ cơ thể, tăng cường hệ miễn dịch, tăng cường sức đề kháng dành cho nhiều đối tượng khác nhau, ngay cả những người lớn tuổi, ngay cả những người trẻ tuổi khi mà chúng ta làm việc với áp lực cao, hoặc là các bạn vận động viên chúng ta tập luyện thể dục thể thao, chúng ta cần một cái sức bền dẻo dai đúng hơn rồi. Thì quý vị cũng nên sở hữu những dòng sản phẩm hồng sâm. Tuy nhiên ngày nay thì rất là dễ dàng để quý vị và các bạn có thể chọn lựa được những dòng sản phẩm hồng sâm ở Việt Nam, nhưng mà quý vị nên chọn lựa những kênh mua sắm có uy tín, rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ. Hôm nay trên kênh truyền hình VTV Hà Nam số biên, chúng tôi mang lại cho quý vị và các bạn một dòng sản phẩm của thương hiệu Đông Yên được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc, đó chính là hồng sâm nước quý vị và các bạn nha. Mà như quý vị và các bạn thấy là khi mà chúng ta sở hữu ngay tại nhà của mình thì quý vị sẽ có là trong những chiếc hộp được đóng gói bao bì rất là đẹp mắt đúng không ạ? Ở bên ngoài là mình sẽ còn có ngay là phần quai sách nữa để quý vị còn có thể tiện lợi mang đến nhiều nơi, đồng thời là một món quà biếu tặng dành đến cho nhiều người thân của mình, bạn bè, đồng nghiệp trong những dịp lễ Tết hoặc là những dịp đặc biệt quý vị nha. Ở bên trong thì quý vị sẽ có những gói nhỏ như thế này đây, và những gói nhỏ như vậy rất là dễ dàng khi mà chúng ta sử dụng, chỉ nằm gọn ở trong lòng bàn tay của mình như vậy thôi quý vị ạ. Mỗi gói nhỏ của chúng ta sẽ có dung tích là 80ml, và ở bên trong mỗi gói nước hồng sâm của thương hiệu Đông Yên đến từ Hàn Quốc sẽ có 15 thành phần thảo dược từ thiên nhiên, trong đó nổi bật là 4 thành phần hồng sâm đủ 6 năm tuổi, có thêm bạch chỉ, có thêm táo đỏ và còn có thêm cả nấm linh chi nữa. Hồng sâm 6 năm tuổi có tác dụng là tăng cường sinh lực, trí lực nè, phòng chống lão hóa mạnh mẽ và tốt cho hệ thần kinh cũng như là hệ tuần hoàn máu trong cơ thể của mình quý vị nha. Nấm linh chi có tác dụng là tăng cường chức năng hoạt động của gan, giải độc gan và từ đó thanh nhiệt cho cơ thể. Táo đỏ giúp cho mình ăn ngon hơn và cả ngủ ngon hơn nữa. Và quý vị có biết rằng là nhiều khi mà chúng ta đón khách đến nhà của mình đó quý vị, thay vì là chúng ta có thể là mời nước như thông thường thì đôi khi mình cũng có thể lấy ngay ra những gói hồng sâm nước như vậy đó Minh Trí. Mình mời ông bà của mình nè, mời người thân từ xa về chơi, hoặc là mời bạn bè của mình đến nhà thưởng thức ngay là những gói nước hồng sâm như vậy, vừa quý giá mà lại còn bổ dưỡng quý vị nha. Và ngay bây giờ thì Tú Trinh xin mời Minh Trí và tất cả quý vị nha, chúng ta sẽ cùng thấy là cách thức khi mà chúng ta sử dụng những gói hồng sâm nước như vậy dễ dàng như thế nào. Quý vị thấy là phần miệng gói của chúng ta mình sẽ mở ra rất là nhẹ nhàng như vậy, sau đó thì quý vị chỉ cần chúng ta cho ra ly mà thôi, và mình có thể là cho thêm một vài viên đá lạnh đó Minh Trí, để có thể là có cảm giác ngon hơn khi uống lạnh nữa. Như vậy thì quý vị và các bạn có thể là để trong ngăn mát tủ lạnh, hoặc là mình có thể là cho một vài viên đá vào ở bên trong để có thể là tăng cái sự hấp dẫn hơn khi mà chúng ta sử dụng với hồng sâm nước. Và đặc biệt là sản phẩm của chúng tôi để có cái hàm lượng đường insulin ở trong dành cho những người ăn kiêng, nên là chúng ta cũng có thể là an tâm để quý vị sử dụng mỗi ngày. Hôm nay chọn một bộ, khi quý vị chọn lựa hai hộp lớn, tổng cộng là 60 gói như thế này quý vị và các bạn nha, chúng ta sẽ có tất cả là 60 gói hồng sâm nước, nhưng mà mức giá chỉ là 890.000 đồng mà thôi. Mức giá này chúng tôi chỉ áp dụng trong thời gian phát sóng còn lại của chương trình này, khi mà quý vị
vị và các bạn chọn lựa những dòng sản phẩm hồng sâm nước của thương hiệu Đông In được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc. Ở những thành phố lớn thì chúng ta mới có thể tìm kiếm được những dòng sản phẩm như thế này. Tuy nhiên hôm nay thì trên VTV Hyundai Home Shopping chúng tôi cũng đã có thể là phát sóng trên 60 tỉnh thành rồi. Quý vị và các bạn muốn mua làm quà tặng sức khỏe cho những người thân yêu dù bất kỳ tỉnh thành nào thì chúng ta cũng có thể là đặt hàng kịp lúc quý vị nha. Đúng rồi thưa quý vị, và cảm giác của Trinh bây giờ sau khi mà đã thưởng thức xong hồng sâm nước Đông In này cũng giống như Minh Trí vậy đó, cứ muốn uống mãi thôi. Quý vị có biết là một mùi thơm rất là dễ chịu không ạ? Bên cạnh đó là có vị đắng nhẫn nhẫn đặc trưng của hồng sâm đủ 6 năm tuổi. Nhưng mà khi mà chúng ta đã uống qua và thấm vào trong cuống họng của mình rồi thì sẽ là một vị ngọt thanh rất là dễ uống quý vị nha. Mùi thơm đặc trưng của táo đỏ nữa. Bên cạnh đó thì quý vị chỉ cần kết hợp thêm một vài viên đá lạnh thôi thì mình sẽ có ngay là một thức uống giải khát vừa bổ dưỡng nè, lại tiện lợi nữa. Một món quà rất là ý nghĩa dành đến cho tất cả mọi người để chăm sóc sức khỏe mỗi ngày quý vị nha. Một sự mua sắm rất là hấp dẫn ngay bây giờ khi mà quý vị đồng hành cùng với VTV Hyundai Home Shopping. Chúng tôi mang đến cho quý vị đến hai sự lựa chọn là 30 gói hoặc là 60 gói. Nhưng nếu như quý vị mua ngay là 60 gói nước hồng sâm Đông In thì mức giá như Minh Trí cũng đã chia sẻ nhiều lần đó, là chỉ có 890.000 đồng mà thôi. Và được đựng trong những chiếc hộp to rất là đẹp mắt như vậy để quý vị có thể gửi về quê nhà của mình, gửi đến nhiều địa điểm khác nhau để làm món quà biếu tặng nữa. Sử dụng mỗi ngày đối với những chị em phụ nữ có một làn da hồng hào hơn, tươi trẻ hơn, người lớn tuổi thì phòng chống lão hóa mạnh mẽ nè, tăng cường sức đề kháng nữa. Những bạn học sinh, sinh viên đang học hành thi cử căng thẳng cũng nên sử dụng quý vị nha, để tăng cường cả về trí lực. Và cả những đấng mày râu thường xuyên phải uống rượu bia, đối diện với áp lực và căng thẳng hàng ngày thì quý vị cũng có thể sử dụng ngay để mà giảm căng thẳng, giúp cho mình là ăn ngon hơn và ngủ ngon hơn. Và ba cách thức đặt hàng quen thuộc: tổng đài 1900 7137, website bán hàng trực tuyến vtvhyundai.vn và phần mềm mua sắm dễ dàng hơn trên điện thoại di động chạy hệ điều hành iOS và Android, đó chính là VTV Hyundai trên điện thoại di động thông minh. Hãy tải ngay về điện thoại di động của mình để có thể tích lũy được 10% cho những lần mua sắm tiếp theo. Chúc cho quý vị có một đơn đặt hàng thành công trong những phút còn lại quý vị nhé. Những người đàn ông trong gia đình là những người phải gánh vác rất là nhiều trọng trách khác nhau. Đôi khi chỉ là công việc là dọn dẹp nhà cửa hay là sửa sang lại vườn tược trong gia đình mà thôi, cũng gây mất sức rất là nhiều phải không ạ? Và đặc biệt là nếu như mà những bậc cha chú trong gia đình của mình tuổi đã cao rồi thì rất là dễ dàng gặp phải là tình trạng mất sức nhanh mỗi khi chỉ mới thực hiện một vài công việc mà thôi. Và việc bồi bổ sức khỏe không phải lúc nào cũng dễ dàng để chúng ta có thể thực hiện, nhưng bây giờ đã đến lúc để chúng ta thay đổi quan điểm đó. Những gói hồng sâm nước cực kỳ dễ dàng sử dụng, chỉ cần ướp lạnh ở trong ngăn mát lạnh mà thôi. Mỗi lần lấy ra sử dụng một gói, tận hưởng cái vị sâm ngọt nhẹ nè, đắng đắng nhẹ nhẹ mà thôi, đã có thể là tăng cường hệ miễn dịch và bồi bổ cơ thể, phù hợp cho nhiều đối tượng khác nhau chứ không chỉ là cánh mày râu trong gia đình mình. Với mức giá chúng tôi đem lại cho quý vị và các bạn hai sự chọn lựa, chọn một bộ 3 hộp 30 gói 550.000 đồng và 6 hộp 60 gói là 890.000 đồng qua số tổng đài quen thuộc trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shopping 1900 7137. Chúng tôi sẽ tư vấn kỹ hơn, hoặc quý vị có thể mua sắm tại website bán hàng trực tuyến vtvhyundai.vn. Mua sắm hấp dẫn với hồng sâm nước Hàn Quốc, thành phần bao gồm hồng sâm, bạch chỉ, táo đỏ, linh chi và các loại thảo dược đến từ Hàn Quốc, sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc về Việt Nam, an toàn khi sử dụng. Hồng sâm nước Hàn Quốc giúp hạn chế lão hóa, tăng cường sức khỏe, thanh nhiệt, tăng cường chức năng gan, giải độc gan tốt hơn, tăng cường hệ miễn dịch, bồi bổ cơ thể, tăng cường thể lực và trí lực. Dùng cho mọi đối tượng, đặc biệt là cho người mệt mỏi, suy nhược, người làm việc nặng, người già yếu hoặc thường xuyên làm việc với áp lực cao. Hồng sâm nước Hàn Quốc sử dụng đều đặn mỗi ngày giúp cho quý vị có làn da hồng hào và tươi trẻ hơn, tràn đầy sinh lực, tận hưởng cuộc sống. Một món quà ý nghĩa dành đến cho sức khỏe của ông bà, cha mẹ và những người thân yêu. Sản phẩm hồng sâm nước đến từ Hàn Quốc, một bộ 3 hộp 30 gói mức giá 550.000 đồng, bộ 6 hộp 60 gói mức giá ưu đãi 890.000 đồng. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chúng ta hãy cùng suy nghĩ xem có bao nhiêu công việc mà một người phụ nữ cần phải hoàn thành trong ngày. Đôi khi là 8 tiếng đi làm ở công sở, về nhà lại còn phải hoàn thành tất cả những cái công việc khác nhau trong gia đình của mình. Nhiều khi là mình cảm thấy là mình mất sức rất là nhanh thôi mà, chỉ cần là lau một vài bậc thang như thế này mà thôi là đã thấy là có vẻ như là đổ mồ hôi rất là nhiều nè, tim đập nhanh nè. Lúc đó thì tức là cơ thể của mình đã không còn cái khả năng là như lúc trước đây nữa, thì đã đến lúc để chúng ta quan tâm hơn về sức khỏe của mình và không cần là sử dụng những cái loại nước bù khoáng khác nhau mà một bước đơn
đơn giản hơn để có thể là tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể, tăng cường về thể chất và cả thể lực, và không chỉ phù hợp cho các chị em phụ nữ đâu nha quý vị, mà còn ngay cả là những cái bạn thanh niên là các đấng mày râu cũng có thể sử dụng. Đó chính là những gói hồng sâm nước với thành phần bên trong chính là hồng sâm 6 năm tuổi và được bổ sung với các thành phần thiên nhiên khác nhau. Và chúng tôi đem đến hai sự lựa chọn khác nhau về cả số lượng lẫn mức giá. Bộ 3 hộp 550.000 đồng và bộ 6 hộp 890.000 đồng. Thân mến, như vậy là trong suốt chương trình ngày hôm nay đã theo dõi cùng với Tú Trinh, Minh Trí và VTV Hyundai Home Shopping rồi, thì quý vị đã lựa chọn được cho mình là bộ sản phẩm với 30 gói hay là 60 gói nước hồng sâm đủ 6 năm tuổi của thương hiệu Hàn Quốc là thương hiệu Đông Yên chưa ạ? Mức giá rất là hấp dẫn mà chúng tôi đang mang đến cho tất cả quý vị. Với mỗi gói nước hồng sâm được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc về Việt Nam, thành phần ở bên trong bao gồm là hồng sâm đủ 6 năm tuổi nè, nấm linh chi, táo đỏ và cả bạch chỉ nữa, cùng với lại nhiều loại thảo dược khác nhau đến từ Hàn Quốc, kết hợp lại có một mùi thơm rất là dễ chịu và hương vị dễ uống nữa, dùng mỗi ngày tăng cường cả về trí lực cũng như thể lực nè, phòng chống lão hóa mạnh mẽ, tăng cường sức đề kháng, nâng cao hệ miễn dịch, lại còn giúp cho làn da của mình tươi trẻ và hồng hào hơn. Quý vị và các bạn sẽ có ngay hai sự chọn lựa với 30 gói thì mức giá chỉ là 550.000 đồng và hai hộp lớn tổng cộng là 60 gói thì mức giá chỉ là 890.000 đồng mà thôi. Mức giá ưu đãi chúng tôi chỉ áp dụng trong thời gian phát sóng chương trình này nếu như quý vị và các bạn đặt hàng thành công theo ba cách thức. Đó là tổng đài quen thuộc 1900 7137, website bán hàng trực tuyến vtvhyundai.vn và phần mềm mua sắm trên thiết bị điện thoại di động của VTV Hyundai. Dù bất cứ nơi đâu, VTV Hyundai luôn sẵn sàng phục vụ quý vị nha. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng hy vọng rằng là quý vị có thể nghĩ đây như là một món quà tặng ý nghĩa dành đến cho những người thân trong gia đình của mình quý vị nha. Và những dịp đặc biệt cuối năm nè, hay là chúng ta có thể làm quà tặng sinh nhật, quà biếu sinh nhật dành đến cho những người lớn tuổi như ông bà cha mẹ của mình, gửi tặng đến cho người thân, bạn bè và đồng nghiệp của quý vị nha. Dù ở địa điểm nào thì VTV Hyundai Home Shopping cũng sẽ nhanh chóng ghi nhận đặt hàng và giao về tận nơi theo yêu cầu của tất cả quý vị. Nói đến đây thì thời gian phát sóng chương trình xin được khép lại. Minh Trí và Tú Trinh cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Chúc cho quý vị cũng như gia đình mình sẽ luôn luôn có sức khỏe dồi dào, bởi vì sức khỏe là vốn quý giá nhất của con người, và đặc biệt là nhớ chúng ta sẽ sử dụng ngay hồng sâm nước mỗi ngày quý vị và các bạn nha. Đặt hàng nhanh chóng trong những phút cuối cùng. Còn bây giờ thì chúng tôi xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quý vị có thể tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại vtvhyundai.vn. Cơ hội mua sắm hấp dẫn với hồng sâm nước Hàn Quốc, thành phần bao gồm hồng sâm, bạch chỉ, táo đỏ, linh chi và các loại thảo dược đến từ Hàn Quốc, sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc về Việt Nam, an toàn khi sử dụng. Hồng sâm nước Hàn Quốc giúp hạn chế lão hóa, tăng cường sức khỏe, thanh nhiệt, tăng cường chức năng gan, giải độc gan tốt hơn, tăng cường hệ miễn dịch, bồi bổ cơ thể, tăng cường thể lực và trí lực. Dùng cho mọi đối tượng, đặc biệt là cho người mệt mỏi, suy nhược, người làm việc nặng, người già yếu hoặc thường xuyên làm việc với áp lực cao. Hồng sâm nước Hàn Quốc sử dụng đều đặn mỗi ngày giúp cho quý vị có làn da hồng hào và tươi trẻ hơn, tràn đầy sinh lực, tận hưởng cuộc sống, một món quà ý nghĩa dành đến cho sức khỏe của ông bà, cha mẹ và những người thân yêu. Sản phẩm hồng sâm nước đến từ Hàn Quốc, một bộ 3 hộp 30 gói mức giá 550.000 đồng, bộ 6 hộp 60 gói mức giá ưu đãi 890.000 đồng. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.